Vâng, trước mặt toàn thể anh em là âm ly Lachman L570, một trong những cái dòng âm ly chạy cờ tắt A thuần cho công suất rất là khỏe, rơi tới lên tới tận 50W một kênh cờ tắt A. Dòng Lachman đời chữ ký, model 570. Đây cũng là một trong những cái model gần như là hết số của dòng L rồi. Cái âm ly này thì được sản xuất vào những cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghĩa từ năm 89 trở đi, với cái giá xuất xưởng tại cái thời kỳ đấy rất là cao, lên tận tới 350.000 yên tại cái thời điểm đó, tương đương hơn 3.000 đô, với thiết kế rất là tinh tế, sang trọng. Toàn bộ mặt nhôm phay, anh chị em qua mặt nhôm phay rất là dày, hơn một phân. Tất cả các lốm lốm xoay cũng như phím bấm tất cả là kim loại, tất cả là kim loại phay hết, nhìn rất là đẹp. Để em quay này thôi, thực tế mạch mặt âm ly thì nó hanh hanh vàng chanh. Dòng này thì anh em cũng biết rồi, cho cái chất âm rất là tinh tế, ngọt ngào, nhẹ nhàng, phù hợp cho các cái dòng nhạc như là nhạc gia, nhạc vocal, nhạc acoustic. Với những cái đời model như thế này, chạy class A này thì anh em đòi hỏi trầm, có nghĩa là bass ấy, mà thả như bom thì chắc chắn là sẽ là không có rồi. Cái dòng này họ thiết kế direct nên là đặc biệt là nghe rất là tinh tế, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Dòng này thì cũng dòng âm ly Lachman 570 này thì anh em cũng đã biết, ghép cũng tương đối được nhiều dòng loa như các cái dòng JB, rồi dòng Tailoid, ví dụ như các Stirling, rồi Arden, Adundel thì em nó cũng thể hiện rất là tốt. Để em cũng nói sơ qua với những cái dòng âm ly này thì để đánh được những cái giải trầm mà như bom thì chắc chắn là một điều là chắc chắn là không có rồi. Đấy. Nên mà anh em nào mà thích nhạc mà mạnh mà bắt mạnh thì lên loại trừ con Lachman 570 này ra. Với con âm ly Lachman 570 này thì cho chất âm thì như em cũng xin nhắc lại, cực kỳ tinh tế, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Càng nghe lâu càng hay, chạy class A rất là nóng. 50W một kênh thì anh em mình dùng rất là khỏe. Biến áp nguồn rất là to, hai cái tụ nguồn 18.000 mi cũng rất là khủng khiếp. Đấy, chút nữa thì em sẽ cũng mở qua cái lắp để cho anh em ngó qua cái ruột ra. Và bây giờ đi sâu sát vào hình ảnh chi tiết sản phẩm. Đây công tắc, đây là chỉnh bát. Chỉnh bass thì lại giảm tép, anh chị em xem này. Chỉnh bass thì lại giảm tép, mà chỉnh tép thì lại giảm bass. Đấy. Đây là các ngõ vào. Follow thì có MMMC. Cái dòng âm ly này thì nó cũng có thêm luôn cái cổng ba lăng cho anh em chơi đầu CD có đường ba lăng. Anh em ngó qua cái tổng thể âm ly. Rất là đẹp. Âm ly rất đẹp, rất to và đặc biệt cũng rất là nặng. Anh em bê cẩn thận không bê lên, chúng ta bê lên đúng tư thế không chệch khớp, chệch vai thì chết. Nó nặng tầm 30 cân anh chị em. Rất là nặng. Đây thì sau đây thì em mở lại cái lắp. Em hãy quên với trời hãy.
lắm cho anh em. Đấy, tổng thể bên trong cũng sắt xi cũng bọc đồng chống nhiễu. Đấy, tất cả cũng đều bọc đồng chống nhiễu. Đây là phần tản nhiệt dầu anh em, anh chị em này, tản nhiệt dầu. Đấy, nó có một ống. Còn bên này là sò chạy sò than, sò mốt phét. Còn đây là biến áp nguồn rất là to, cùng với cặp tụ nguồn. Đây anh chị em xem, với cặp tụ nguồn to như cái lon bia luôn, 18.000 mi một cục, hai cục có rơi ở 36.000 mi, công suất rất là khỏe. Đấy, tất cả là tụ dầu âm ly còn nguyên bản và hoạt động hoàn hảo anh chị em. Em xin đợi lại, chạy class A rất là lắm. Chị em xem lại tổng thể. Dòng này đóng ghép với tay lòi cũng rất là hay anh chị em ạ. Rất là nặng. Đấy là thành ra là B. Âm ly L Lachman 570 thì hiện tại bên em shop em đang bán ra với cái giá là 22 triệu. Cái giá chỉ bằng âm ly Lachman L80V thôi. Trước đây thì những cái dòng này thì có thể là một âm ly này thì có thể là mua được hai cái âm ly Lachman 5 hai cái ốc Lachman 80V. Bây giờ thì chỉ ngang giá cả âm ly Lachman 5 ngang 570 thì chỉ giá ngang với Lachman 80V thôi. Đây em mời anh chị em xem qua. Đấy, Lachman L570 giá xuất xưởng là 350.000 yên. Đấy, và sản xuất năm 1989. Đây là hình ảnh bên trong. Đấy, tản nhiệt dầu đấy, đây cái tản nhiệt dầu đấy. Đấy, biến áp nguồn. Đấy, phần công suất đế thì ở dưới như có đế kim loại nên rất là nặng. Với công suất là 50W một kênh 8 ohm class A thuần. Đây về kích cỡ em anh chị em xem. Cân nặng lên tới 30 cân. Và chiều ngang là gần 44 cm, cao gần 18 cm và sâu lên tới 47 cm. Âm ly cũng rất là gấu của hãng, rất là đẹp, rất là sang trọng, nhìn bày biện tốt và nghe nhà cũng rất là tốt. Và để tiếp tục trong cái clip này thì em cũng xin mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng nghe một ít nhạc.
Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Vâng, cũng em cũng xin báo giá lại con âm ly Lachman L570 cho toàn thể anh em chúng ta cùng tham khảo. L570
bên shop em đang bán ra với cái giá là 22 triệu. Anh chị em cần hình ảnh cụ thể chi tiết rõ ràng thì có thể alo cho em theo số 0904 997890. Em có thể gửi ảnh qua Zalo hoặc là Messenger. Vâng, xin chào và xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh test âm thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong clip gần đây nhất.